Đây là ở dọc Biển Đen ở bên Ukraine. Ukraine đang sửa soạn, nước Nga sẽ tấn công tới chỗ này. Mọi người có thể kêu chỗ này chỗ tấn công đầu tiên, đó là coi từ phía trên xuống. Đây là ngay thành phố Odessa. Nga có thể tấn công tới đây thì chỗ này là cái chỗ họ bảo vệ đầu tiên. Ở đây thì họ có những vũ khí của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ cho Ukraine, đã gửi cho Ukraine hơn 600 cái quả tiễn kiểu như vậy. Cái quả tiễn như vậy, nó làm thay đổi trận chiến rất là nhiều, bắn trúng 99% những cái chỗ mà muốn bắn. Đây là người lính tên Joker, nói cho chúng ta biết. Nhưng mà những cái quả tiễn đó, họ chế ra để bắn những chiếc xe tăng, không phải chế ra để bắn những cái tàu. Bên Ukraine đang hy vọng có những cái vũ khí bắn từ xa có thể bắn những chiếc tàu như vậy, và đang đợi từ Hoa Kỳ gửi qua. Không có vũ khí bắn từ xa, những cái thành phố Nikolaev dọc ở chỗ này, họ nằm đó chỉ chịu trận thôi. Là ông sếp ở đây dẫn chúng tôi đi xuống cái nhà thương trẻ em ở dưới basement chỗ này. Lúc đó ở trên báo còi cho biết có thể bị bom thả xuống. Bên nước Nga thì mục tiêu của họ là họ muốn giết nhiều người Ukraine họ có thể giết. Sếp ở đây nói cho biết, và Đài cũng hỏi, ông có lo là cái thành phố chỗ này nó biến thành giống như thành phố Mariupol hay không? Ông ta nói, tôi hy vọng chỗ này không biến thành giống như ở Mariupol. Ở ngay thành phố Mariupol, lúc đó có rất là nhiều người lính liều mạng chống lại bên nước Nga. Kết cuộc thì cũng bị nước Nga chiếm, và Nga thả bom xuống chỗ đó tan tành. Đây là có 3 người lính từ nước ngoài vô trong Ukraine để mà chống lại nước Nga. 2 người từ bên Britain tới, 1 người từ bên Morocco tới. Ngày hôm nay, 3 người lính này đã bị bắt, đã lên tòa ở bên nước Nga đưa ra cái tội chết. Đây là một cái tòa án của Nga đã xử như vậy. Cái anh người lính này là một trong những người bạn của 2 người đó. Và ảnh nói, bên Nga chủ yếu là muốn giết người được bao nhiêu thì giết. Ngày hôm nay 3 người đó có thể đòi thêm xử một lần nữa, nhưng mà trong lúc này thì bên nước Nga xử cái kiểu như vậy, giống như xử chết vậy thôi.